Chào cả nhà. Chú Hai, con chuyển tiền cho chú Hai rồi nha. Mà chú Hai luôn quên tặng cho con phải không? Tặng để chuyến sau lấy đi. Tự nhiên sau con lấy thêm rồi là rồi tặng vô luôn. Dạ, sáng sớm được 2 thùng bia Vina. Rồi. Lên lên phà lên qua mới kịp. Con đi xe máy. Con đi xe máy chú Hai ơi. Dạ. Dạ. Sáng nay chú Hai điện cho Băng nói Băng ơi chú Hai có 2 thùng Bivina kêu hai chồng con đem về uống. Nói giỡn với cả nhà chứ sáng nay hai đứa đi lấy mắm, chú Hai điện là mới giao được hai thùng mắm kêu đem về bán với chú Hai. Rồi khi nào mà chú Hai giao được nữa thì chú Hai điện qua lấy. Cái này chú Hai làm nhà không có nhiều cả nhà. Giao tới đâu bán tới đó, chú Hai có nhiều điện qua lấy nhiều. Tại vì tuần sau là mình về nội cung tim điện qua nhà của ngay nhà chú Hai á, hai vợ chồng chở luôn. Ở nhà còn ít chứ như đây tới tuần sau quá đủ. Sẵn bữa nay chắc về lụm keo quá, không dài lâu quá trời, tìm món này nè. Ở chỗ này là thuộc địa phận U Minh Thượng nè cả nhà. Là quê xứ sở của anh Quang đó, nãy là chú Hai của anh Quang. Từ bến phà mà lên tới nhà nội cô tim thì chắc tầm 7-8 cây quá anh Quang. Cả chục cây ha. Ngày sáng là hai đứa phải đi từ Gò Quao đi xuống phà Thị Liễu về U Minh Thượng lấy mắm nè. Nói chung chạy đường quê thì nó cũng mát mát, cũng không chắc cũng không lâu lắm. Đường này là đường mình đi hồi trước tới giờ, mà bây giờ mở thêm nhiều đường cả nhà. Đi mấy đường kia nó xa hơn, về từ nhà Băng á, về nhà nội cô tim á, đi mấy đường kia nó xa hơn, nhưng mà đường xá nó khỏi qua phà. Còn muốn đi gần á, đi xe máy thì đi bằng đường phà này là gần nhất. Bữa nay món này bén lắm nha chú, cho nên là mọi người phải cẩn thận củi lửa nghe. Làm sao mà nó nhức nách bữa đi. Tại vì cái món này á là gia đình mình lần đầu tiên làm, cho nên mọi nguyên liệu là phải dặn mọi người làm cho đúng y xì bản gốc. Bữa nay á thì Băng có đi về U Minh, đi qua phà Thị Liễu về U Minh lấy mắm. Hôm qua chú Hai có gọi á là chú Hai dỡ được cái lưu mắm đó, mới trao tạm trước cho Băng mấy chục ký, kêu Băng qua bên phà lấy về bán. Này mắm cá lưỡi châu ha, đặc sản của vùng đất U Minh Thượng Kiên Giang. À, bữa nay Văn lấy về được một thao, bữa nay là mình sẽ làm cái món mắm trộn. À, chú Hai chỉ Văn làm là sẽ trộn mắm nè. Thay vì mình trộn với lại tỏi ớt chanh đường rau găm như là thường lệ mình sẽ ăn với lại bằng chua hoặc là khế chua chát gì đó, thì bữa nay mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu vô chung luôn, gọi là món mắm trộn. À, trộn thì mình sẽ có dưa leo nè. Dưa leo này Băng lấy phần vỏ chút xíu nữa, cái lắc với lại muối á, cái mình dắt ra rồi cái mình sẽ trộn chung với mắm, kèm chung với lại khóm thế nè, khóm chút xíu sên lên với đường. Rồi cái này Băng tự chế ra, cà pháo Băng thấy ngon quá, cái mình cho vô. Cà pháo này không cần chế, nếu mà gì mà cặp với con mắm là ăn luôn được không chú? Ăn luôn nhấp luôn. Rồi quên, có một điều đặc biệt nữa là chú Hai nói thường thường mắm sống ăn kèm với thịt luộc. À, thịt luộc này chút nữa mình sẽ xắt cộng chỉ giống như là kia đầu đũa vậy đó, nhỏ nhỏ ngón tay út á, cái mình trộn chung với mắm luôn, hòa quyện luôn, là trộn hết tất cả mọi thứ, cái mình gấp thì mình ăn với cơm hết sảy ở quê. Sảy. Bữa nay thí nghiệm coi sao, ăn ngay trời mới vừa mưa nó út ơi, nó đã. Ủa này chắc cũng sắc lát lát ra hả ta? Sắc lát út ơi. Dạ. Ớt thì bầm đi, ớt thì bầm cũng được.
Bữa nay đi thủy liễu nên là có ghé vô mấy cái cây thủy liễu để lụm được mấy trái thủy liễu Út. Cây bần á, cây bần hay gọi là cây thủy liễu á. Bần này thì chuẩn bị vô mùa nha cả nhà. Mình thấy thì trái rất là nhiều nhưng mà trái chua thì nó chưa có. Nó chỉ được vài trái lai gai à. Quông với Băng cũng có ghé vô lụm được mấy trái để hơi mình kết hợp mình ăn mắm sống. Không biết mưa này chú Út ăn mắm được không hả chú? Quá được đi chứ. Quá được hả? Quá được. Hình như là chị Ly với anh Khải cũng không thích mắm với ba gọi hung ha chị Ly. Trời trời, hỏi cái tủng luôn rồi trời. Ly giống Út là cà với mắm, Ly thích lắm nè. Hỏi gì là giận hết sức luôn Út. Mẹ em không dám hỏi. Rồi bây giờ thì mỗi người một tay, em sẽ đi rước cu tin. Giờ này tới giờ cu tin đi học về rồi. Xong rồi tiếp tục mình sẽ sơ chế để làm cái bữa cơm chiều. Cho hành lá vô đang luộc thịt cho nó thơm. Ôi, cái miếng thịt bà gọi bữa nay quá trời xuất sắc luôn. Xứng đáng được 10 điểm không? Trời, luộc gì chắc lâu chín dữ hen. Ừ. Hơi cái gì mình cắt mỏng ra. Cậy cho nó săn săn đi cái mình chẻ ra. Một hơi cái nước luộc thịt này thì mình sẽ cắt một ít rau cái mình làm canh luôn ha. Ừ. Vậy em cho thêm chút muối vô đi, với chút đường phèn vô. Lúc nữa mình thái rau mình điều chỉnh lại. Thấm này thì mình cho đường vô một ít đường. Cái mình sên cho nó thấm đường vô trong cái miếng khóm này nè. Chút xíu mình trộn chung với mắm. Nó trong trong lại là được. Nó trong trong lại là được. Cái dưa leo này nãy mình có cho muối vô. Ừ. Giờ chị Ly sẽ dắt ra cho nó khô. Nãy giờ mình ngâm cái trộn với muối nè. Mình ngâm được khoảng 1 tiếng rồi. Bây giờ chị dắt ra cho nó khô để mình lát nữa mình trộn mắm. Đây là cái luống rau sau nhà chị Ly. Bữa nay mình sẽ đi bẻ một ít rau gan. Trời mưa cái nó gông quá trời. Mình không đi ra đây tới đây nè nó gông. Mình cắt xác xác ra chị Ly. Ừ cắt xác xác đi rồi về mình rửa mình tuốt lại. Rau này ăn ngon nhúng đậu nó giòn giòn. Cái này mà vịt nấu chao là nhúng là bể tay nè. Bữa không ăn vịt nấu chao tính cắt nè mà tại tối quá. Chị Vinh Khải hay giống như cái này nấu canh thịt bằm á. Dạ. Kiểu như nó như là mình ví dụ tưởng tượng như là xà lách xong vậy ha chị Ly. Đúng rồi đó. Cái này ta kêu xà lách xong Nhật gì nè. Vậy đó ha. Đó. Có mấy chị nói cái này là xà lách xong Nhật á. Dạ này cái lá nó giòn lắm. Thường chị Vinh Khải hay nấu canh thịt bằm mà giống như mình nấu như cái lẩu vậy đó. Nấu thịt bằm trước cái gì như ăn tới đâu cái nhúng tới đó. Rau nó ngọt nó giòn lắm. Cái loại rau này thì mình thấy rất là dễ trồng nha cả nhà. Tại vì mấy cái loại rau kia chết hết mà còn rau này là cả nhà biết rồi đó. Nè, nó tốt thấy sợ luôn đó. Nó dễ nhảy lắm nghe, thấy cái mắt này ra là nó tự nhảy ra nè. Mấy bữa làm cỏ chắc mình giục qua giục lại nó sót cái mắt á, nó lên luôn đó. Cái chị không có trồng qua đây nữa, chị trồng bên kia thôi đó. Để tốt. Có nhiều rau găm chắc hoài nữa. Bà con nói trời ơi thấy cái vườn rau găm, cái vườn rau của mình quá trời luôn. Mà thật sự nó không nhiều đâu, mình cắt là nó nhảy ra hoài vậy đó cả nhà. Nó ngọt ôm, nó rau đắng. Cỏ quá không dài mưa không có mặn. Cả nhà thấy chú Út rau không? Đang gắt ra trên chán biết suy nghĩ về nước Mỹ hay gì không biết. Út chừng nào đi Mỹ Út? Canada, thương đi Mỹ không? Dữ vậy ta. Vậy là hôm bữa ngồi lai gai Út cũng có tâm sự rồi. Dự định của Út là chắc khoảng Tết năm sau đi Canada khoảng 6 tháng để kiếm tiền gì đó. Mà không biết hộ chiếu đồ xong chưa. Đi bỏ con 6 tháng trời rồi ai lạc cao trời. Bằng tính nói gì kìa Út ơi. Tính nói mà hôi kỳ quá. Biết mặt không? Cũng là nước da. Bằng chua mà ăn mắm sống thì thầy kìa.
Ôi nó bị sâu ha, do là bằng mình lụm á. Không có lựa chọn. Hồi xưa là thắng gió Bắc đi lụm bằng. Dạ. Gió Bắc lạnh thì chắc lạnh đi ta ta. Lụm trước đi, lụm trước ha. Đi thích chị lạnh chết bà là về sáng á. 4-5 về sáng. Thích chị lụm bằng. Lụm bằng. Chị chớm lắm. Mờ mờ trời là tới gốc cây rồi. Vâng vâng. Có người đi trước ha, cầm lồng đèn đó chứ. Trái nào bệnh ấy, bự lắm. Đó, hợp lý. Rồi bên đây nguyên liệu thì chuẩn bị đầy đủ rồi cả nhà. Đây có dưa leo, khóm mình xên với đường, dưa leo thì ngâm với muối dắt ra. Đây cà pháo chẻ ra. Giờ chỉ còn thiếu mắm thôi. Mắm thì không có thiếu đâu, tới một thao. Chú Hai làm cho mình được một thao này. Chú Hai nói là ở mấy ngày chắc cũng lu bu. Bên xứ Anh Quang thì lúa chín Úc, hình như cũng đang vô vụ Úc. Con hồi sáng hai đứa đi thấy cánh đồng vàng bát ngát luôn. Cái này thì mình sẽ cắt ra cỡ nhỏ nhỏ dễ ăn ha. Ừ, nhỏ dễ ăn. Con nào nhỏ quá là thôi. Nè con này nó nhỏ xíu cả nha. Cái này hơn nửa ký chút xíu à nha. Tại vì con mắm này nó nhẹ, bản thân nó nhẹ với một phần là nó không có nước á. Để bữa nay bằng thử nghiệm cái ăn cái món này coi làm sao. Mắm lưỡi trâu này thì cái xương nó mềm lắm. Nghề nghiệp thì theo đuổi nghề nghiệp buôn bán này cũng mười mấy năm mà chuyện quảng cáo là phải quảng cáo rồi cả nhà. Nhưng mà ngoài ra thì cũng như cái món này băng cũng mới biết, cũng chia sẻ với bà con. Ví dụ bà con mà có mua mắm này nè thì liên hệ với băng. Và nhiều bà con cũng đã từng mua rồi mà dùng mà chưa hết hũ á, cái mình đem ra mình chế biến cái món này. Cũng nhiều bà con cũng được bà con hoặc là người thân rồi đó, đi về miền Tây mua mắm về biếu tặng mà không biết làm món gì á, thì cái này cũng như là một cái gợi ý. Mà khoan ha, để ăn thử coi nó làm sao cái anh con. Ừ. Bạn ý thì chắc là ngon á. Chú Út mà tí ăn ngon là bảo đảm là ngon. Bên đó Út nặng mấy trái hành mà nó thơm phức. Thơm hơn mắm luôn ở quê. Hồi nãy con hỏi thiệt nè, Út nói Út có ăn vụng miếng rồi phải không? Ngon không Út? Ngon quá. Hồi nãy ăn cặp mắm với gì Út? Cà đó. Cà mà đang sắc sắc là hồi nãy là làm rồi miếng rồi hen. Miếng rồi, nhiều lát ớt vô nữa. Con cũng không thua gì Út đâu, làm miếng rồi ngon lắm. Mắm này mà dở ra là thơm dữ lắm. Công thức đúng 10 trái là 10 trái. Cái con đổi thưởng Út không ngon nữa. Ở phía bên bếp thì mẹ đang nêm cái phần nước luộc thịt. Rồi mẹ cho cái phần rau gan hồi nãy chị Ly với băng cắt để mình làm hai tô canh. Cái mắm này bà con có thể để nguyên. Ví dụ như nhầm con nhỏ thì mình để nguyên cũng được. Mình cắt miếng vừa ăn là để cho mình ăn nó dễ thôi, chứ không phải là cắt ra gì nữa cái xương nữa đâu. Mặc dù là con trong đây có cái xương nhưng mà xương nó rất là mềm. Rồi thêm cái nữa là khi mà chảo mắm là có khóm, nó mềm xương luôn. Cái đặc biệt của mắm cá lưỡi trâu này là gì đó, ăn không có xương. Món này chị Ly xắt thịt xong, giờ mình sẽ cho thịt vô luôn. Bữa nay sẽ có anh Khải qua ăn cơm chung với nhà mình luôn. Bởi vì thịt cũng hơi nhiều chút xíu. Rồi giờ mình sẽ cho tỏi vô ha. Ớt luôn. Rồi mình cho rau găm vô luôn. Chanh này chắc xay liều lượng của Út rồi. Con nghĩ chắc thêm rồi. Thêm chục trái thêm nữa. Thêm cho con đi. Tại con nói vậy thôi chứ con không biết nhiều. Giờ mình cho ít nước tắt vô nè. Giờ trộn trước đi rồi Út cho thêm vô nữa. Rồi mình thử lại. Nói chung là cũng thì theo khẩu vị mình là ngọt thì mình xên khóm với đường nhiều một chút, hoặc mình cho đường sống vô trong này nè. Rồi khẩu vị chua thì mình cho nhiều chanh nhiều hạnh thôi. Ê cái này làm như cái món gỏi vậy ha. Tức là cái này mình ăn mà mình gọi là mắm trộn, nhưng mà khi mà mình nhìn sơ qua vậy thì bà con sẽ tưởng tượng là cái món gỏi. Gỏi mắm mà. Ừ. Lần đầu tiên gia đình thực hiện cái món này.
băng nãy giờ cũng nêm nếm lại, thì mình cho thêm một ít đường với lại nước cốt tắc vô nữa là sẽ vừa. Vậy nó mới đậm vậy, chua chua ngọt ngọt. Rồi ăn kèm chung với lại mấy cái bổi nè. Chứ nãy thì nó hơi khô, nó thiếu cái độ nhựa nhựa. Rồi mình trộn chút xíu cái nước tắc với đường rồi nó ra nè, nước mắm nó ra. Cái một chút mà mình thiên luôn trời. Quá trời. Mình cho đậu phộng với lại húng lủi lên nữa thì gỏi luôn. Mắm hồi nãy giờ mình trộn cái nó ra được một ít nước, mình gửi lên cho nó nhìn ướt át ha. Cái này là mắm với tắc với lại đường đó. Rồi. Giờ bữa nay ai gớt thì người đó rửa chén ha. Bữa nay mồi bén quá trời, bữa nay tỷ thí một bữa. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà nha. Vậy sao ăn cơm trước hay chạy Gouda trước? Gouda trước đi. Chạy cá đi ha. Gia đình mình cũng gót ra mấy ly rượu làm xương xương thôi cả nhà. Mời cả nhà nha. Phải làm hùng hổ quá. Em được. Không, 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 không. Nó tê tê trời, 15 ngày mới uống lại, đã thiệt. Mắm với thịt đều vô luôn nha. Đó, thử coi nó làm sao. Nó đủ cà. Còn tỏi lần bán. Nó ngày nhậu biết nào say trời. Hay lắm, giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Món mà. Xẻo quá. Quá trời xẻo quá. Mời cả nhà. Phải được đủ bộ như vậy nè, vừa có thịt mà vừa có mắm vừa có rau củ. Rồi quá lại cần khái rồi thấy rồi cá dưa leo dưa leo cái da ha mình giòn ăn gụm gụm luôn á. Cái dĩa này thì màu sắc thì mình nhìn nó cũng sinh động. Bà con mình nêm nếm theo cái khẩu vị của mình thì được, là được rồi. Em ạ, em thấy em ạ. Miếng nữa em. Em nướng cà menu cơ. Lần đầu tiên ăn chỗ này nè. Có bằng khổ qua anh. Cặp khổ qua luôn đó. Qua luôn. Vô trong cho nó chiến đấu mới lạ. Mắm với thịt luộc. Rồi xin miếng dưa leo giòn ngon quá. Ăn nhiều nhiều vô nha. Gắp cho nó nhiều nhiều vô. Có miếng củ qua đắng đắng đi. Ê cành rồi. Kẹp miếng ngọt cũng được lắm em đó. Bữa nay là đắng cay ngọt bùi là có đủ không á. Thì miếng mắm nó mới vừa. Món này nhậu không ngon hết cha. Trời, nãy chưa mới ăn cơm á. Lát đầy bao tử nữa thôi. Ăn bộ mười ủ. Nơi gạo gan hả? Hồi nãy không biết bên anh Khải có chạy đi mua 30 ngàn bạc nấu có 2 tô. Bên anh nhiều lắm phải không? Dạ. Rồi gì không nói gì hết trơn, để lại tốn 30 ngàn. Gì chứ bên anh tiền không có chứ gạo này. Ăn vô trộn trộn nè ăn em nè. Cũng là làm miệng cũng hay hay. Em khoái có miếng dưa leo. Lần sau có làm sắc dưa leo hơi dày chút cho nó giòn là đã. Mình bóp là nó vừa. Đúng ý anh hổng về tính kêu mẹ một bon mua ba gọi về ăn với mắm. Anh hổng gà tính hổng gà à. Gì mà đi mua vịt kho gừng à? Nó gà gì đâu á. Cái này bà con mình ví dụ như
không ăn mắm lưỡi châu thì mình có thể kết hợp ví dụ như là mắm linh, mắm sạch thì đều được. Mắm gì cũng được. Mắm gì có thể mắm tép làm được luôn á. Mắm sạch, mắm linh là nói chung mắm nào ăn sống được là làm món này được à. Cái này mà mắm cá chốt ăn cái bể tay. Đúng rồi, trời trời. Mà chú hai hết mắm chốt rồi, chắc chắn có. Chốt thì béo hơn. Dạ. Dạ, mắm chốt thì nó béo hơn. Nói về các loại mắm ăn sống thì gia đình Một Thói Quê Hương mình có cung cấp nhiều loại nha cả nhà. Sạch, người lưỡi châu, người mắm linh, đầy đủ hết. Tới mùa mắm chốt thì cũng có mắm chốt luôn. Ăn miếng bằng chua chua không nha. Đã đẹp. Trời áo giòn quá. Ừ, dạ. Đúng rồi, mà mắm sạch mắm linh đó làm phải cắt nha. Hoặc dần dần á, chứ mắm sạch mắm linh thì nó hơi có cái độ xương một chút. Mình ăn thì bình thường, nhưng mà người lớn ăn sao khó. Còn mắm cái lưỡi châu này là không xương luôn. Có xương, có xương, xương nhưng mà nó mềm. Mình nhỏ quá. Dạ. Nó có châu cốm, mềm xương. Mềm xương. Hồi nãy vô ăn cơm nghe cha nói bữa nay ế canh rồi. Nhưng mà con thấy bữa nay không phải ế canh rồi. Ế rượu. Ế rượu rồi. Mồi ngon quá. Dậy cái đi. Giờ mình vô cái đi Úc ơi. Khởi động đi. Thì ăn cơm đã rồi kìa. Đi chơi mất mưa về lạnh lạnh ăn miếng mắm này đã ha anh. Thịt nhiều lắm anh cái. Ăn thịt nhiều đi. Mắm với thịt cái màu nó trùng quá. Nếu mà gọi bữa nay ngon thì chỉ nào hay chỉ đó. Cái gụ nãy anh Khải gót là gụ nhào hả ta? Chua hộp, chua hộp. Ngon quá ta. Chắc chắc. Ủa chua hộp. Cái hũ nhỏ. Con ngắm hả? Ngon. Thôi vậy hả? Ngon. Nó thanh. Nhìn cái gà này hả? Dạ. Cái màu đẹp. Trông rất ha. Chuối hột này không phải là chuối hột gừng nha. Cái này là chuối hột con mua ở ngoài Rạch Giá. Chuối hột này với hột ta. Hột này hột nó ngọt ngọt nè. Còn hột gừng nó không có vị ngọt bằng. Hột này dễ uống hơn. Dễ uống hơn là hột gừng. Dạ. Chuối hột mình thì nó chín người ta mới làm được. Cái hộp kia làm như lặng hoàng sống á. Uống nó hơi chát chát á. Không có mật nữa. À, bởi vì còn là không có mật. Không có mật lắm. Ngọt. Chút mình thì nó có mật. Uống thì ngủ đắng. Này mình trộn gì để trong keo. Sáng bới chén cơm nó ăn cũng im á chút. Nấu cơm mời ăn là bữa nay nấu được rồi. Để mời cơm. Ăn cơm nguội vậy. Cái này con nghĩ không? Có khế á, khế xanh á. Trộn vô như đạn. Cái chua á. Trộn vô luôn. Đâu có ăn bằng đâu, ăn bằng ngon lắm. Gì hết trơn. Nãy giờ con chưa ăn bằng nó. Tọt lên ngon. Út lấy miếng thủy liễu Út ăn Út. Cái thủy liễu. Đây. Đúng rồi. Chín gì đó, mình chín nha, mình chín là ngon à. Vừa chín lắm á cha, đi đường thủy liễu mà cái cậu mới á. Chua. Cậu kêu cậu mùi quá. Cá bằng hả? Bằng bé hả? Nói vậy chứ, đi đường đi xuống thủy liễu thực chất ở trên gò ở ao mình. Con này hợp Trung Quốc luôn nè. Con này là có thủy liễu trong đó chưa? Có rồi, thủy liễu nằm dưới nè. Ừ. Trời trời anh Khải Khải, gót ly rượu xuống Út ơi, quá trời dư rồi. Quá ngon rồi. Nó lớn chứ. Đó lượm một mình đi. Thôi. Dễ chạy. Không lượm một mình con xin dán cơm. Trời ba chén chợ nhanh đi cô giáo. Đó, mẹ. Út này khai không? Ném đá dấu tay hả? Nãy giờ thiếu gì không? Bố nói cho nghe. Thiếu. Thiếu một món. Ớt hiểm á. Sống. Ớt hiểm mà trái nhỏ nhỏ á. Cắn cụp bụp luôn. Tại vì băng có trộn rồi nên là băng tính là không, đủ luôn. Thay thế tỏi cũng được, tỏi ăn cũng nồng á.
À, vô đi ha. Dạ. Có trống mà cây á, trái hình như trái chùm hay gì á. Dĩ tiên mà nó trái chùm. Dạng nó không giống như vậy. Quá sướng. Mình đây. Đây là khẩu phần của quay phim. Cũng đầy đủ lắm nha cả nhà. Trời ơi. Mời cả nhà. Chi leo giòn. Nhìn như khóm vô. Đằng sau cắt chi leo cho nó dày dày. Cho nó khấu 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 lên lỗ tai. Xin ly rượu Út thèm quá. Mày lại xin rượu rồi. Con thèm nửa tháng này, Út nghỉ nửa tháng này phải không? Là con thèm nửa tháng này đó. Không có tay nhậu chứ. Mày em đánh dây thép vào cho anh. Anh tiếp mày 1/4 đường cơ cũng được. Làm hiểu vậy, làm chim tốt dữ vậy Dương ơi. Bữa nay mà anh Khải không về là không có nhậu đâu. Hết. Anh Khải về mới có tinh thần á. Mọi người cũng tính ăn cơm. Mà lâu rồi gia đình không có ngồi làm vài ly chơi. Chứ nếu mà vô hết ca này là em đi sạc thùng kéo kéo liền á. Lâu quá không nhậu, nhậu lại màu say á. Ừ, nhà mình lâu không mất ok chứ ha. Chỉ là cái chương trình ăn nhậu nhà đi xuống trầm trọng quá ha anh Khải. Nhà cha Ánh, ông Hai Ánh suốt. Nghỉ hát ok được. Không có cao ok, không có mướn vàng nhạc. Đập cô Sáu á. Cô Sáu cô năm vậy đó, tới giờ là không thấy không có hát. Lâu quá không ca múa nhạc nhảy nhót gì cho Út nghe. Điệu nhảy huyền thoại ra. Lâu quá cô Tin không có chìm ngưỡng cái điệu nhảy huyền thoại của Út. Thank you.